Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện quyền sùng ngỗ tác y phi chuyển của tác giả Bộ Nguyệt Thiền Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. chương 271 Tần Sương không nhịn được, sốc màn xe lên để xem, chỉ thấy những chiếc xe ngựa đều hướng về phía thân vương phù. Thật là một trận lớn, so với lễ cưới của An Dương Hầu Thế Tử còn hoành tráng hơn lễ cưới của nhạc giá đã làm tần sương mở rộng tầm mắt nhưng không ngờ lần này lại đông người như vậy hầu phủ rốt cuộc chỉ là một hầu phủ vị này dụ thân vương chính là đương kim thánh thượng thân huynh đệ dĩ nhiên không giống nhau tần hoàn nhẹ giọng giải thích tần sương thì từ phía sau nhìn lén và liên tục gật đầu vì có nhiều người xe ngựa di chuyển chậm lại nhưng cuối cùng không xa sau khoảng hai ngọn trà họ đã đến trước cửa dự thân vương phủ khi xe ngựa vừa dừng lại tần diễm đã vang lên lục muội muội cửu muội muội xuống xe đi đến rồi tần sương nghe thấy bên ngoài ồn ào đẩy đẩy cánh tay tần hoàn người xuống trước đi tần hoàn cong môi phất phất làn váy cúi người bước ra ngoài phục linh nhảy xuống xe trước một bước lúc này kéo mảnh lạc lên mảnh lạc vừa mở âm thanh ồn ào bên ngoài lập tức rõ ràng hơn bên tai tần hoàn nhìn quanh một chút cô thấy xe ngựa đã dừng trước cửa dự thân vương phủ giờ đây bên ngoài có một số lượng lớn xe ngựa đã dừng lại trong khi đó dưới cửa dự thân vương phủ những hạ nhân tôi tớ đã tiến tới nghênh đón chủ gia đứng khoảng mười mấy người lục tục cùng nhau muốn vào phủ để nói chuyện có một số khách nhân có thể đã quen biết với chủ gia còn muốn đứng ở cửa hàn huyên vài câu kể từ đó trước mắt cửa dự thân vương phủ mới vừa xuống xe đang nói chuyện hàn huyên ước chừng có mấy chục người, tần hoàn liếc mắt nhìn tình hình này, sau đó thong thả bước ra ngoài. Gì, đó là nhà ai tiểu thư? Trong đám đông có một người lên tiếng không lớn không nhỏ, lại vừa vặn kêu mọi người đều nghe thấy, vì thế mọi người theo ánh mắt người đó nhìn qua, đều là nhìn về phía tần hoàn vừa mới xuống xe. Chỉ trong chốc lát, âm thanh ồn ào náo nhiệt trước cửa vương phủ đã im lặng lại. Hôm nay gió tuyết rơi trắng xóa, Bầu trời tuy rằng không có mặt trời, nhưng cũng là một mảnh xanh thẳm. Tần Hoàn mặc một bộ y phục màu lam thiêu bách hợp, váy áo có hàng trăm nếp gấp, cô có một búi tóc cao không cao không thấp, trên đầu chỉ cắm một chiếc châm bạch ngọc. Ngoài cùng là một chiếc áo choàng hồ lam thiêu phong hạ ám văn, cổ áo là vòng trắng bằng lông cáo, lập tức làm nổi bật khuôn mặt Tần Hoàn, không cần trang điểm cũng đã khiến nàng trở nên xinh đẹp. Da nàng như ngọc, lông mày tinh tế, ngoài những đường nét xinh đẹp điều thu hút người khác còn là khí chất thanh nhã nhẹ nhàng mà cô đang tỏa ra nàng từ trên xe bước xuống bên cạnh tần diễm chỉ cách nhau năm sáu bước nhưng hành động và khí độ của nàng lại không thua kém gì những quý nữ khác cơn gió nhẹ thổi qua làm cho làn váy của nàng phập phồng nhẹ nhàng trong khoảnh khắc nàng khiến mọi người cảm thấy như một tiên nữ vừa hạ phàm thanh nhã tự nhiên Tần Sương bỗng cảm thấy hối hận vì đã để Tần Hoàn xuống trước, nếu nàng là người đầu tiên xuống xe, có lẽ sẽ thu hút được sự chú ý của nhiều người hơn, nhưng giờ đây nàng lại là người thứ hai, ánh mắt của những người xung quanh gần như không nhúc nhích, đều dừng lại ở Tần Hoàn, nếu có chuyển động, cũng chỉ là một chút rồi lại trở về. Tần Sương hừ hừ hai tiếng, không tình nguyện đứng bên cạnh Tần Hoàn. Tần Diễm cũng chú ý đến phản ứng của mọi người xung quanh hắn bước tới hai bước chắn trước tần hoàn sau đó thấp giọng nói chờ lát nữa vào trong nhớ đi theo ta đừng đi lung tung hôm nay có nhiều người như vậy nếu tách ra sẽ không tốt tần hoàn và tần sương đều gật đầu trong khi đó bảng nghi văn cũng đi tới bên cạnh nói đúng vậy hai vị muội muội cần phải theo sát chúng ta mới tốt nơi này người đông như vậy nhưng ai cũng đang nhìn hai vị muội muội dù lời nói như vậy nhưng ánh mắt của hắn lại chỉ nhìn tần hoàn, tần xương ở bên trong lòng thầm hư một tiếng, trong chốc lát khí tức của hắn trên người khiến nàng không thoải mái, nhưng nàng cũng không dám phát tác, chỉ ở trong lòng nhớ kỹ. Tần hoàn hơi gật đầu, cũng không phản ứng với bảng nghi văn. Bên này, bảng phụ lương nắm tay bảng gia ngôn đã đi tới, đi thôi, cùng nhau vào, vương gia chắc chắn đang tiếp khách, chúng ta vào chào một tiếng. Tần Diễm lên tiếng, Trước tiên mời bảng phụ lương đi trước, sau đó dẫn theo tần hoàn đi theo phía sau, bảng nghi văn cùng bảng nghi võ đi ở cuối cùng. Mới vừa tới cửa phủ, liền có hai người ra đón, một người trông hơn 20 tuổi, người trẻ tuổi trầm ổn bước lên, liền nói, bảng công. Bảng phụ lương người liền ở dự châu, tự nhiên cùng dự thân vương phủ có mối quan hệ, bảng phụ lương cười ha hà chắp tay, bái kiến thế tử điện hạ, nói xong quay sang nhìn tần diễm vị này chính là Trung Dũng Hầu Phủ Thế Tử, Tần Diễm Công Tử. Yến Nghĩ nhìn qua có vẻ 27 đến 28 tuổi, lớn tuổi hơn Tần Diễm vài tuổi, nhưng vì dụ thân vương lúc trước bị ngoại phóng sớm, Yến Chi lớn lên ở Dự Châu, do đó không quen biết nhóm công tử ở Kinh Thành, nhưng vừa nghe là Trung Dũng Hầu Phủ, Yến Chi vẫn nhiệt tình hàn huyên với Tần Diễm. Hai người thấy lễ, Tần Diễm lại giới thiệu Tần Hoàn cho Yến Chí, Yên Chí nhìn Tần Hoàn bằng đôi mắt sáng rực, lúc này mới để hạ nhân dẫn bọn họ vào bên trong. Vừa vào cửa phủ, lại thấy một vương phủ khác với những gì đã thấy trước đây. Thành Huy Viên tuy rằng cũng là từ trước đây là vương phủ, nhưng lại thắng ở cảnh trí tinh xảo, trong khi dự thân vương phủ cùng các đại trạch ở kinh thành không khác gì nhau, lại càng rộng rãi nguy nga. Không chỉ có trong phủ có ban công cao, mà các gian cũng cực kỳ lớn, nhìn một cái quét qua, Ngoài hoàng thất hậu duệ, quý tộc gia, còn ẩn hiện một khí phái của tử Tây Bắc. Những hạ nhân dẫn đường mang theo Bàng và Tần một hàng thẳng vào tiền viện, đi chưa được mấy bước, Tần Hoàn liền thấy một mảnh đẹp đẽ quý giá, bởi vì đại chu nam nữ chi phòng không nghiêm mật, do đó đứng ở tiền viện bên trong, Hàn Huyên với các nam nhân bên cạnh còn có thể thấy được một số phu nhân ăn mặc hoa lệ, thường thường còn có thể nhìn thấy những thiếu nữ cùng độ tuổi với Tần Hoàn. Mắt phong của Tần Hoàn tuy rằng thấy được mọi thứ xung quanh, nhưng người khác chỉ cảm thấy nàng có lễ có độ, phong nghi phi phàm. Tần Sương thấy Tần Hoàn như vậy, liền cũng duỗi thẳng lưng đi tới, tuy rằng đi đường tư thế rất không thoải mái, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Bàng công, Tần Thế Tử, Vương gia ở bên trong nói chuyện, thì nữ liền dừng lại, những người đứng chung một chỗ với các khách nhân đều nhìn về đây. Nhìn thấy họ liền sinh ra một tình huống vừa rồi, Tần Sương chỉ cảm thấy ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía nàng. Bên cạnh, Tần Sương chuyển mắt nhìn Tần Hoàn, lại phát hiện nàng khí độ thong dong bình tĩnh, khiến nàng cũng không nhịn được trầm trồ khen ngợi. Vương gia, bàng công cùng trung dũng hầu phủ thế tử gia tới, còn có hai vị tần phủ tiểu thư. Người quản gia cửa lớn, giọng nói cao lớn một hồi báo, lời tuy đơn giản, lại có vài phần văn chương bên trong dụ thân vương vừa nghe liền biết tần hoàn hai người đều không phải là hầu phù. Dụ thân vương đã qua tuổi 50, một đầu tóc hoa dâm, tựa hồ thân thể không được tốt lắm, hắn đi lại có chút lề mề, mặc dù hoa phục thêm thân, nhưng đã không còn phong thái thời trẻ, nếu không có bên người một cái tôi tớ đỡ, nhìn như hắn sắp ngã xuống. Đi vào cửa, tần hoàn chỉ ngước mắt nhìn thoáng qua liền biết vị dụ thân vương này cũng bị bệnh phong sao dám làm phiền thân nganh, bái kiến vương gia. Dụ thân vương chính là tần vương chi thân, tự nhiên đảm đương nổi ở đây mọi người quỳ lễ. Tần hoàn đi theo tần diễm cùng nhau hành lễ, liền thấy tần diễm cao giọng nói, vãn bối tần diễm, chịu gia phụ giao phó tới chúc vương gia mừng thọ, chúc vương gia phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn. Yến chi ánh mắt tựa hồ không tốt, hiếp con ngươi nhìn tần diễm mấy cái mới gật đầu, hào hào hào, mau đứng lên, ngươi khi còn nhỏ ta còn ôm ngươi nữa, lần trước gặp ngươi ngươi cũng vẫn như vậy cao. Hắn so một cái với chính mình bên hông độ cao, lại cười nói, chỉ chớp mắt, lại cũng có thể thành ra lập nghiệp. Nói xong lại hỏi, nhưng thành ra, tần diễm thu thu mắt, còn chưa thành ra. Dụ thân vương liền lôi kéo tần diễm tay nói, vẫn là sớm một chút thành ra hảo A, ngươi xem trí nhi, nhi tử đều cùng bảng gia tam thiếu gia giống nhau lớn nhỏ. Bảng phụ lương ở bên nghe, hài hước phụ họa hai câu, tần diễm cười khổ này liên tục gật đầu. Vừa chuyển mắt, dụ thân vương lại nhìn về phía tần hoàn cùng tần xương. Hai vị tiểu thư cũng còn chưa hứa hôn người đi. Tần Diễm có vài phần xấu hổ, còn không có. Dụ thân vương liền lại nói thấm thía, cần phải tìm hảo nhân ra đâu hai vị này chất nữ nhìn đều là hảo bộ dáng hảo phẩm tính, cần phải hào hảo mà tìm xem. Tần Diễm liên tục hẳn là, nhân lại tới nữa tân khách dụ thân vương mới vừa rồi đem Tần Diễm thả, Tần Diễm đại đại nhẹ nhõm thở ra, ra tới thời điểm liền cùng bàng phụ lương nói, lão vương gia thật là hảo tính tình. Bàng phụ lương cười nói, nhàn nhã vương gia quen làm. Lời này vốn là tầm thương. Nhưng bảng phụ lương lại nói tiếp lại là mặt sau tần hoàn trong lòng có vài phần không khỏe. Lời này trừ bỏ thương nhân vốn có khôn khéo ở ngoài. Tự hồ còn có cái gì mưu tính. Tần hoàn bỗng nhiên nghĩ, bảng phụ lương chẳng lẽ muốn cho nhi tử nhập con đường làm quan. Tần hoàn như vậy nghĩ, bỗng nhiên nhìn bảng phụ lương liếc mắt một cái. Này vừa thấy, lại phát hiện bảng phụ lương nhìn như khí độ thỏa đáng đi đường tư thế lại có một chút rất nhỏ dài ngắn chân chi chạc. Mà ở nàng trong ấn tượng, bàng phụ lương tựa hồ vẫn luôn là hoãn mà ổn đi đường. Tần hoàn lắc lắc đầu, nhất thời không lại đi tưởng chuyện này. Hảo, này tiệc mừng thọ còn phải cá biệt canh giờ mới bắt đầu. Chúng ta tìm một chỗ ngồi ngồi, ta cũng cho ngươi dẫn tiến mấy cái dự châu bản địa quan viên, dự châu chi phủ nghĩ đến ngươi là nhận thức. Bàng phụ lương vừa đi vừa nói chuyện, đối với tần diễm mà nói như vậy an bài tự nhiên cực hảo. hắn nếu tới, liền không thể toàn không chỗ nào hoạch mà dự châu khoảng cách kinh thành nói xa cũng không xa, nhiều nhận thức một ít người luôn có dùng được với thời điểm. Nhưng mới vừa đi ra hai bước, tần diễm bước chân lại một đốn, hắn đi rồi, tần hoàn hai người làm sao bây giờ? Huống chi bảng phụ lương trước mắt dẫn hắn đi gặp tất nhiên đều là nam tử, tần hoàn hai người đi theo đi các nàng không được tự nhiên không nói, những người khác bao gồm chính hắn cũng không dám nói lời nói, bảng phụ lương tự hồ nhìn ra hắn lo lắng, liền nói, nghi võ, người mang theo người tam đệ, lại mang theo hai vị tiểu thư đi phía tây phòng khách ngồi ngồi, nữ quyến nói vậy đều an bài ở nơi đó. Nghĩ đến hôm nay bảng phụ lương muốn cho bảng nghi văn gặp người, cho nên sai xử bảng nghi võ. Bảng nghi võ nghe vậy lập tức theo tiếng, nhưng so với bảng nghi văn, hắn lại có điểm không dám nhìn tần hoàn hai người dường như. Hai vị tiểu thư, bên này đi, tình nương, người ôm tam đệ cùng nhau tới. Vương phủ phía tây đến Nguyệt Lâu lầu ba thượng, Yến Trì đang đứng ở bên cửa sổ đi xuống xem. Cùng đến Nguyệt Lâu một hồ chi cách phòng khách bên trong, trước mắt đúng là một mảnh dòng người chen chúc xô đầy, đủ mọi màu sắc hoa phục cùng đủ loại kiểu dáng hoa hoè lộng lẫy trang phẫn xem Yến Trì có vài phần phiền lòng, nhưng mà hắn chờ người còn không có tới. Phía sau Yến Ly vẫn cứ là một thân trói mắt hồng sam, Hắn đi tới bên cửa sổ, đem hờ khép cửa sổ ra bên ngoài đẩy, "Thực mau." Yến Ly khoa trương kêu một tiếng, "Ta thất ca a." À. Thật nhìn không ra tới ngươi nguyên lai thích ý tứ này. Nơi này ta không nghĩ tới, ngươi lại nghĩ tới, "Thất ca a à, thất ca, hay là ngươi là tưởng hôm nay chọn cây thất tàu?" Yến chỉ còn chưa nói lời nói, Yến Ly liêu liêu chính mình mặc phát lúc sau lắc đầu, "Không thành không thành, những người này tư sắc thật là quá giống nhau." trên mặt phấn liền tính lại mặt 10 tầng cũng cứu không được các nàng xấu. Còn có kia không phóng khoáng bộ dáng, mang như vậy nhiều trang sức làm cái gì đâu. Vẫn là kim, tục, thật là tục khó giàn nổi. Nhìn xem, còn có chiều bên này nhìn xung quanh. Yến Ly vẻ mặt khinh thường, bỗng nhiên biến sắc, có thể so không thượng ta họa đồng. Nhắc tới họa đồng, Yến Ly liền cầm khẽ nhách nhìn Yến Trì, thất ca thật là. Vốn định làm ngươi kiến thức kiến thức họa đồng công phu, chính là ngươi liền nguyện ý đãi tại đây trong phủ đầu. Tối hôm qua, thượng bị dụ thân vương thúc lôi kéo hỏi một canh giờ, tư vị còn chịu nổi. Không biết nhớ tới cái gì, Yến Ly xoay người hướng kia cửa sổ phía trên mồi xuống cười học nổi lên yến hình, lão thất a, khó khăn từ trên chiến trường đã trở lại, nhưng đừng lại đi, hảo hảo mà lấy cái phu nhân, hảo hảo mà sinh mấy cái hoa hoa về sau cũng đừng làm cho ngươi oa oa đi đánh giặc. Phụ thân ngươi là cây bướm bình tính tình, ta nhìn ngươi nhưng ngoan, lão thất A, chuẩn bị khi nào đại hôn A, nhưng có coi trọng cô nương A, ở phía tây chỉ sợ thấy không mấy cái hảo cô nương đi, cần phải vương thúc cho ngươi mưu tính mưu tính A. Yến Ly học sinh động, cố tình Yến chỉ lông mi đều bất động một chút, cái này làm cho hắn cái này ra sức biểu diễn nháy mắt không có ý nghĩa, nhưng bỗng nhiên hắn nhìn thấy yến chỉ con người sáng sáng ngời lão thất a à, giọng nói còn không có lạc chỉ thấy yến chỉ đem cửa sổ đẩy càng khai đi yến ly vốn là đưa lưng về phía bên ngoài có cái cửa sổ che còn hảo này đẩy khai yến ly chỉ cảm thấy sau lưng mạo gió lạnh liền phải ngã xuống dường như lập tức liền nhảy xuống tới hắn chân vừa rơi xuống đất theo yến chỉ ánh mắt nhìn qua đi này vừa thấy yến ly nhẹ nhàng a à, một tiếng này này này, này không phải Tần gia tiểu thư sao? Chương 272. Yến Ly dừng ánh mắt ở Tần Hoàn, mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng đối với hắn và Yến Trì mà nói, điều này không hề đáng ngại. Hôm nay, nàng ăn mặc khác thường, dường như càng thu hút hơn so với hôm đó. Cả phòng người ở đây, nàng lại là người duy nhất bị nhìn chằm chằm. Tần Diễm hiện tại muốn đi cùng chính là con gái của thúc phụ hắn cẩm châu liệu có thể nuôi dưỡng ra một cô gái như vậy không yến ly chậm rãi nói đôi mắt hắn sáng lên với sự thích thú có ý nghĩa nếu cô nương này trở về kinh thành thì sẽ không đến vừa thốt ra yến ly quay đầu thấy sắc mặt yến trì hắn hơi ngạc nhiên nhìn yến trì rồi lại nhìn tần hoàn rồi lại quay về nhìn yến trì sau một lúc lâu thất ca có phải ngươi ở cẩm châu lâu như vậy trên đường chậm trễ nhiều như vậy là vì nàng. Khóe môi Yến chỉ nhếch lên, mặc dù vẻ mặt hắn có phần bình thản, nhưng Yến Ly lại nhận ra tâm trạng hắn rất tốt. Yến Ly khẽ nhếch miệng, chỉ cảm thấy rằng không cần Yến chỉ trả lời, hắn cũng đã biết đáp án. Yến Ly như bị chấn động, ánh mắt dao động giữa Yến Trì và Tần Hoàn, một lúc lâu không nói gì khác, nhưng rất nhanh, Yến Ly nhận ra ánh mắt Yến chỉ đã tối sầm lại. Hắn vội vã chú ý đến Tần Hoàn, rồi phát hiện bên cạnh tần hoàn lại xuất hiện một người đàn ông mặc áo dài màu xanh nhạt yến ly nhíu mày người đàn ông mặc áo kỳ quái đó là ai người đàn ông mặc áo kỳ quái chính là bàng nghi văn tần hoàn vừa ngồi xuống chưa kịp nói vài câu với tần sương thì bàng nghi văn đã xuất hiện bên cạnh họ nghi võ phụ thân đã bảo ngươi qua một chuyến bàng nghi võ vẫn im lặng đi theo tần hoàn và tần sương vì bảng phụ lương đã chỉ thị hắn đưa họ đến đây, nên sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn không biết phải đi đâu. Trong phòng khách chủ yếu là nữ giới, hắn bối rối không biết phải làm gì, thì bảng nghi văn lại xuất hiện, nhưng bảng phụ lương thường chỉ giao việc cho bảng nghi văn, sao lại đột nhiên gọi hắn đến làm gì. Bảng nghi võ ngơ ngác, phụ thân tìm ta có việc gì. Bảng nghi văn trước tiên cười với tần hoàn và tần xương, rồi mới nói, người đi ngay đi, bên ngoài chỗ vừa nãy các ngươi rời đi ở thư phòng bảng nghi võ đáp nga một tiếng tất nhiên không dám từ chối bảng nghi văn lập tức gật đầu rồi chạy ra ngoài bảng nghi văn nhìn bảng nghi võ rời đi thở dài đệ đệ này của ta thật ngốc phụ thân lo lắng hắn không chăm sóc tốt cho hai vị muội muội và đệ tam nên bảo ta đến bầu bạn với họ tần hoàn nhíu mày tần sương cười nhưng không mấy vui vẻ nói thật ra không cần bầu bạn dù sao chúng ta ở đây cũng không có gì lo lắng nơi này đều là nữ giới bảng công tử ở đây sợ là cũng không tiện bảng nghi văn cười ha hả sao lại như vậy nói xong hắn nhìn một vòng quanh phòng khách nơi đầy nữ giới và nói dự châu phong tục thoáng hơn so với kinh thành và cẩm châu quy củ có phần lỏng lẻo lục muội cứ yên tâm vừa dứt lời ngay lúc đó có một thiếu gia khác bước vào bảng nghi văn liền nói thấy không mọi người đều rất thoải mái hai vị muội muội cũng rất thanh thoát nếu có chuyện gì không ổn xảy ra trong phủ thì vẫn tốt hơn là để ta ở đây trông chừng hắn lại nhìn qua bảng gia môn hơn nữa đệ tam của ta cũng khá bướng bỉnh bảng nghi văn đã nói như vậy tần sương còn có thể nói gì nữa bảng nghi văn cười bày ra một dáng vẻ thoải mái ngồi cạnh tần hoàn mặc dù trước mặt mọi người bảng nghi văn không dám quá thân thiết nhưng cảm giác này khiến Tần Hoàn cảm thấy rất không thoải mái. Bên bàn trà, Bàng Nghi Văn Ân cần rót trà cho họ. Ở đây, Tình Nương ôm Bàng Gia Ngôn cũng đang ngồi trên ghế, thấy Bàng Nghi Văn đến, Tình Nương lại không dám ngồi tiếp, chỉ để Bàng Gia Ngôn ngồi một mình. Bàng Gia Ngôn trong tay ôm chiếc xe ngựa nhỏ bằng vàng, tay không ngừng xoay bánh xe, tiếng bánh xe kêu lạch cạch khiến Tần Sương cảm thấy thích thú. Bàng Gia Ngôn, một đứa trẻ ngây thơ, ngồi trên ghế rất nghiêm chỉnh và cũng rất thông minh. Bàng Nghi Văn nhận thấy Tần Hoàn và Tần Sương đều rất thích Bàng Gia Ngôn, liền ôn tồn hỏi, Tam Đệ có muốn uống trà không? Bàng Gia Ngôn nhìn Bàng Nghi Văn rồi gật đầu. Bàng Nghi Văn như một người anh trưởng phong nhã, rót cho Bàng Gia Ngôn một tách trà, sau đó đặt trước mặt Bàng Gia Ngôn. Bàng Gia Ngôn nhìn tách trà nhỏ, bỗng nhiên nói, năng. Khóe môi Bàng Nghi Văn hơi nhếch lên, vậy một lát nữa lại uống nhé. Hiện giờ ta muốn uống ngay. Khóe miệng bàng nghi văn run rẩy, có lẽ đang nhớ lại những chuyện điên rồ của bàng gia môn hôm qua. Ánh mắt lóe lên, rồi ngẩng đầu nhìn bàng gia môn sau lưng tình nương. Tình nương, hãy cho tam thiếu ra một chút trà lạnh. Ta muốn đại ca cho ta uống lạnh. Bàng gia môn với đôi mắt không chớp nhìn bàng nghi văn. Biểu cảm của bàng nghi văn có chút cứng nhắc, nhưng trước mặt tần hoàn và tần xương, hắn tạm thời không thể phát tác, sau một lúc lâu mới gật đầu, được rồi. Nói xong, bà nghi văn bưng tách trà nhỏ, một tay khẽ khải trong khi thổi nhẹ. Tần Hoàn và Tần Sương thấy bà nghi văn rõ ràng không muốn làm mà lại phải làm, dáng về đó khiến họ cảm thấy buồn cười. Tần Sương cũng uống một ngụm trà, rồi nhìn về phía các nữ quyến trong sảnh, lướt mắt nhìn một vòng, Tần Sương thì thầm, nhìn kỹ thì đều là gia đình có danh giá. Tần Hoàn đã sớm nhìn qua tất cả mọi người trong phòng, những người có thể đến dự tiệc sinh nhật của dụ thân vương, tất nhiên không phải là người bình thường. Sau một lúc, bàng nghi văn đã đem tách trà trả lại, nhạ, tam đề. Bàng ra ngôn liếc nhìn tách trà trên tay bàng nghi văn, nhíu mày, rồi lại nhìn về phía tình nương. Tình nương, ta muốn ra ngoài chơi. Bàng nghi văn lập tức thay đổi sắc mặt, hắn nhất thời muốn phát tác nhưng lại không thể. Tỉnh nương nhìn thoáng qua sắc mặt bàng nghi văn có chút do dự, tam thiếu gia, trà của đại thiếu gia. Tỉnh nương, ta muốn đi ra ngoài chơi. Bàng nghi văn hít sâu một hơi, lúc này mới đặt tách trà xuống. Tỉnh nương, người hãy dẫn hắn đi ra ngoài dạo một chút, nhiều nhất là một tách trà nhỏ thời gian, rồi sau đó quay về. Tỉnh nương lập tức đồng ý, rồi ôm bàng gia môn ra ngoài. Khi bàng gia môn vừa đi, Tần Hoàn và Tần Sương chỉ còn cách đối diện với bảng Nghi Văn. Bảng Nghi Văn cười nói, tam đệ từ nhỏ được phụ thân chiều chuộng, tính tình có chút không tốt, hai vị muội muội đừng trách hắn. Sau một chút im lặng, bảng Nghi Văn tiếp tục, phụ thân không để ý, nhưng là đại ca, tự nhiên phải nhắc nhở hắn vài câu, thường xuyên qua lại, nên có thể gặp tiểu gia hỏa đó ghen tì. Bảng Nghi Văn có vẻ bất đắc dĩ, ánh mắt lại luôn hướng về phía Tần Hoàn. Giọng nói lại nhẹ nhàng, hai vị muội muội đến đây có chút không thích hợp, đã nhiều ngày trời đã đổ tuyết lớn, nhưng thật ra không nhìn thấy Dự Châu thành thực sự như thế nào. Nếu không thì nghĩ hai vị muội muội sẽ rất thích nơi này, Dự Châu không giống phía nam ẩm ướt, cũng không giống phía bắc lạnh lẽo, bốn mùa rõ ràng, vào đông không quá lạnh, mùa hè cũng không quá nóng, rất thích hợp để sinh sống. Gia đình chúng ta cũng đã dần dần di chuyển về phía nam nhưng mọi người vẫn hỏi tại sao chúng ta không rời nhà phụ thân lại rất thích nơi này tần hoàn và tần sương gật đầu nhẹ lúc này không ai nói thêm gì bảng nghi văn có vẻ hơi khó xử ánh mắt lướt qua cửu muội muội trong vương phủ này có một chỗ mai lâm không xa nơi đây ngươi có muốn đi xem không tần hoàn lắc đầu không cần bảng công tử hãy tự đi đi tần sương chớp mắt như có điều suy nghĩ khẽ cười chúng ta là tỉ muội ở bên nhau sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng bảng công tử, bên kia cần ngươi phục vụ, bảng công tử hãy đi nhanh đi. Bảng nghi văn nhận ra ý định tiễn khách của Tần Sương, ánh mắt liếc qua rồi nói, phụ thân bên đó không vội, nhưng tam đệ, nếu ra ngoài bây giờ không quay lại, ta sẽ đi tìm hắn. Nói xong, bảng nghi văn đứng dậy, đi ra ngoài trước. Hắn nhíu mày, tuy trong lòng hơi sốt ruột, nhưng cuối cùng không muốn chọc giận Tần Hoàn, nên chỉ có thể lui một bước. Nhưng nghĩ đến sắc mặt Tần Hoàn, hắn trong lòng thật sự cảm thấy phẫn nộ. Mặc dù Tần Hoàn cũng họ Tần, nhưng không phải là người trong hầu phủ, còn phụ thân mẫu thân nàng cũng chưa ở đây, không hiểu nàng kiêu ngạo điều gì. Bảng nghi văn vừa đi tới thì bất chợt gặp một người đàn ông mặc đồng phục thị vệ của vương phủ, bàng công tử, vương gia có lệnh mời. Bảng nghi văn ngạc nhiên, không biết dụ thân vương gọi hắn làm gì mặc dù hơi ngạc nhiên nhưng bàng nghi văn vẫn gật đầu đi đâu vậy bàng công tử hãy đi theo tôi nói xong thị vệ liền quay người đi về phía bắc người này bàng nghi văn chưa bao giờ thấy mặt mặc dù hắn đã đến vương phủ vài lần nhưng không thường xuyên việc không quen biết cũng là bình thường hơn nữa người này có dáng vẻ rất khác biệt không giống như những hạ nhân bình thường nghĩ vậy bà nghi văn lập tức đi theo sau nhưng khi đi qua một hành lang quanh co bà nghi văn nhíu mày vương gia đang nghỉ ngơi ở phía sau sao giữa trưa vừa qua đúng là thời điểm khách khứa đông nhất nhưng thị vệ lại dẫn hắn vào sâu trong vương phủ vương gia không được khỏe muốn nghỉ ngơi một lát bà nghi văn biết rõ dụ thân vương không khỏe nghe vậy hắn không nghi ngờ gì khi đi theo phía sau nhưng sau khi đi qua một đoạn hành lang quanh co hắn theo bản năng cảm thấy không ổn nơi này có chút hẻo lánh cách xa khu vực chủ viện của dụ thân vương chờ một chút bàng nghi văn dừng lại đây không phải đường dẫn đến sân của vương ra sao phía trước thị vệ đi nhanh hơn không quay lại ngay lập tức hắn dừng lại một chút rồi mới quay đầu lại bàng nghi văn thấy trên mặt hắn hiện rõ một nụ cười lạnh vừa thấy biểu cảm này bàng nghi văn cũng biết đã có chuyện không ổn hắn lùi lại hai bước rồi định quay đi, nhưng ngay lúc này, một cơn gió lạnh đột nhiên lướt qua sau lưng hắn, bảng nghi văn còn chưa kịp phản ứng thì một chiếc túi đen đã phủ lên đầu hắn, cùng lúc đó, có người đá vào chân hắn. Bảng nghi văn kêu lên hoảng sợ, chân hắn mềm nhũn, quỳ xuống mặt đất, đang định dãy rủa thì bị kéo sang bên trái vài bước. Được rồi, cứ ở đây, đánh hắn đi. Những cú đấm như mưa như gió rơi xuống trên người bảng nghi văn hắn liên tục kêu la thảm thiết không hiểu ai lại có can đảm như vậy dám gây chuyện trong tiệc mừng thỏ của dụ thân vương chủ tử kế hoạch đã thành công người đàn ông mặc trang phục màu xanh đen bước tới với vẻ mặt vui mừng không bị thương đến xương cốt nhưng ít nhất sẽ phải nằm nghỉ hai ngày mới có thể tỉnh lại yến ly vừa nghe vậy thì vui vẻ kêu lên quay đầu nhìn yến chỉ nói thế nào thất ca có phải rất trôi chảy không yến chỉ vẫn đứng bên cửa sổ nghe vậy nói trong toàn bộ dự thân vương phủ dám đánh người trong tiệc mừng thọ này có mấy ai yến ly cười khúc khích còn có thể có ai khác tất nhiên chỉ có mình ta thôi giọng nói vừa dứt nụ cười của yến ly cũng thu lại ý của thất ca là nói xong đôi mắt hắn hơi mở ra không thể đi nếu như họ nghi ngờ ta nhưng họ cũng không có chứng cứ mà nếu có chứng cứ thì họ có thể làm gì ta? Nói rồi, Yến Ly bước tới trước, nhìn người kia ăn mặc kỳ quái, thật khiến người chán ghét, huống chi đối với tần cô nương, rõ ràng có ý đồ không tốt. Yến chỉ đương nhiên sẽ không phản đối việc bằng gia đại thiếu gia gặp chút khó khăn, ta chỉ sợ ngươi lại làm hỏng chuyện. Yến Ly thốt lên gì, sao lại thành vụng về? Khi nói, Yến Ly thấy có một người bước vào từ lối vào phòng khách, người này ở cửa nhìn quanh một chút, rồi thẳng thắn đi đến trước mặt tần hoàn và tần sương không biết nói gì đó tần sương và tần hoàn liếc nhau rồi cùng đứng dậy sau đó tần hoàn và tần sương đi theo người đó rời khỏi phòng khách yến ly thấy vậy thì tròn mắt đây là tình huống gì vậy sao lại đi mất rồi yến ly không biết tần hoàn tại sao lại rời đi nhưng yến chỉ thì biết hắn ánh mắt trầm xuống xoay người đi xuống lầu yến ly thấy vậy lập tức hô lên Ai, chậm một chút, thất ca muốn đi đâu vậy? Tần Hoàn và Tần Sương theo sau bảng hữu đức, bước chân có chút vội vã. Tần Sương không thể tin nói, bảng quản gia, sao đại công tử lại bị thương được? Bảng hữu đức dẫn đường phía trước, nghe vậy thở dài, hiện giờ vẫn chưa rõ. Đại công tử lúc này nói năng không rõ ràng, việc này không thể lộ ra ngoài, vẫn là thế tử nói cửu cô nương có y thuật, mới nhờ đến cô nương. Chuyện này thật kỳ lạ, trong một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ như vậy, bảng Nghi Văn chỉ ra ngoài một lát, vậy mà lại bị đánh, nơi này chính là dự thân Vương phủ mà. Mặc dù Tần Hoàn không mấy vui vẻ với bảng Nghi Văn, nhưng nếu thật sự đến nỗi mất mạng, nàng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, huống chi Tần Diễm đã nói nàng có y thuật. Chương 273. Ba người đi qua hành lang trong phủ một lúc, không lâu sau đã đến một phòng khách phía trước, vừa đến cửa Tần Hoàn đã nghe thấy bên trong vang lên tiếng rên rỉ ai ra. Lão gia, thế tử, lục cô nương và cửu cô nương đã đến. Bàng Hiểu được báo cáo một câu, ngay lập tức bàng phụ lương trong phòng nói, mau vào đây. Tần Sương và Tần Hoàn cùng nhau bước vào phòng, vừa vào đã thấy bàng nghi văn nằm trên trường kỳ bên cửa sổ, mặt mũi bầm dọc. Xung quanh có một đám người đứng, và khi nghe thấy Tần Hoàn và Tần Sương đến, bàng nghi văn liền đưa tay lên hắn nửa nâng tay lên, dường như muốn che mặt mình, nhưng vừa chạm vào mặt liền kêu lên ai ra. Chỉ trong chốc lát, Tần Hoàn và Tần Sương đã chạy tới trước mặt hắn. Tần Hoàn liếc nhìn Tần Diễm, sao lại ra nông nỗi này? Trên mặt Tần Diễm hiện lên vẻ nghi hoặc và xấu hổ, ho nhẹ một tiếng rồi nói, người có biết y thuật không? Hãy xem xem đại công tử có bị nặng không? Tần Hoàn cúi mắt liếc nhìn bằng nghi văn, tiến lên một bước hỏi đại công tử bị thương ở đâu? Bàng nghi văn cảm thấy xấu hổ với tình trạng này trước mặt tần hoàn, nhưng khi đã bị nhìn thấy, hắn nghĩ ra biện pháp khác, nên nhíu mắt lại nói, tôi cảm thấy toàn thân đều bị thương, không biết chân có bị gãy không, ngực và bụng cũng có chút đau, mặt mũi cũng vậy. Trên mặt bàng nghi văn có vẻ thương tích, nhưng thực sự rất dễ nhận ra. Hắn nhìn tần hoàn với đôi mắt mở to, trong lòng đang nghĩ không biết cảm giác như thế nào khi để tần hoàn dùng cái kim dài đó trên người mình thì bỗng nhiên thấy tần hoàn lấy ra một chiếc túi vải từ trong tay áo bảng nghi văn ngạc nhiên nhất thời không biết phản ứng ra sao tôi rất giỏi châm cứu để tôi xem cho đại công tử nói xong tần hoàn lấy từ trong túi ra một chiếc kim châm hơi to kim châm màu bạc lấp lánh rất sắc bén như một mũi dao bảng nghi văn nhìn thấy liền cảm thấy lạnh run chưa kịp ngăn cản thì tần hoàn đã đâm kim vào đùi hắn. a, à, bảng nghi văn không biết tần hoàn châm ở đâu nhưng cảm giác như toàn bộ thịt trên đùi hắn bị xé ra, đau đến mức kêu lên. hắn theo bản năng nâng chân lên, tần hoàn thấy hắn có thể nhấc chân, có thể co duỗi chân, liền gật đầu nói chân không bị gãy. nói xong, tần hoàn nhanh chóng châm một kim vào xương sườn của bảng nghi văn. a a a, bảng nghi văn đã bị thương nặng. Giờ lại bị Tần Hoàn châm thêm một kim, đau đến mức người co rúm lại, hắn hoảng sợ co người, tay ôm bụng, nước mắt tuôn ra. Tần Hoàn thấy hắn ôm bụng một cách dữ rồi, nhưng nửa ngày cũng không thấy có vẻ đau đớn thêm, liền nói: "Xương sườn không bị gãy, nội tạng cũng không bị thương, tay, tay cũng không gãy, có lẽ chỉ bị thương bên ngoài." Tần Hoàn hỏi tiếp bằng nghi văn: "Đại công tử còn chỗ nào đau không?" Bảng nghi văn mồ hôi lạnh đổ ròng ròng, không phải vì bị đánh mà là vì bị tần hoàn châm. Hắn nhìn tần hoàn với vẻ ôn nhu, rồi nhìn chiếc kim trong tay nàng, thấy trong túi còn nhiều kim châm kỳ quái khác, liền lập tức lắc đầu, không còn không còn, chỉ vậy thôi. Tần hoàn gật đầu, lúc này mới từ từ thua kim lại. Tần Sương đứng bên cạnh trợn tròn mắt, Tần Diễm cũng có vẻ phức tạp, bảng phụ lương nhìn Tần Hoàn rồi ra lệnh cho bằng hữu đức nếu không quá nghiêm trọng, trước tiên hãy gọi người đưa hắn về thanh huy viên, rồi sau đó mời đại phu trong phủ đến. Bảng Hữu Đức vội vàng gật đầu, vâng, tôi sẽ sắp xếp đưa đại thiếu gia về ngay. Nói xong, bảng Hữu Đức nhanh chóng tiếp đón bảng Nghi Văn, hai người một trái một phải nâng bảng Nghi Văn dậy. Tần Hoàn và Tần Sương đứng sang một bên, bảng Nghi Văn ngay cả sức lực cũng không có, kêu ai ra liên tục khi được đỡ ra. Tần Sương thấy bảng nghi văn không chỉ bị đánh đến mặt mũi bầm dập mà quần áo cũng đầy bùn đất và dấu chân, liền phải cắn răng để không cười ra tiếng. Khi bảng nghi văn được đưa đi, Tần Diễm liền nói, bảng công, chuyện này. Ánh mắt bảng phụ lương rất sâu, nhưng không hề có chút tức giận nào, không có gì, có lẽ là do công việc kinh doanh. Những năm gần đây tôi luôn làm việc với nghi văn và nghi võ, khó tránh khỏi có xung đột. Hôm nay là sinh nhật của dụ thân vương, trước mắt không nên nhắc đến chuyện này, sau đó sẽ điều tra thêm. Nếu là người khác, có lẽ đã sớm ồn ào trước mặt dụ thân vương, nhưng bảng phụ lương lại rất điềm tĩnh. Tần Diễm nghe vậy liền nói, bảng công quả thực rộng lượng, có thể đặt lợi ích chung lên hàng đầu, tôi rất khâm phục. Bảng phụ lương cười nói, dụ thân vương cần phải có uy tín, nghi văn chỉ là một nam nhân chỉ cần không tổn thương đến gân cốt và tặng phù thì không tính là gì sau này điều tra lại là được nói xong một chàng âm thanh nhạc cụ và tiếng pháo vang lên bàng phụ lương nói có vẻ như tiệc mừng thọ sắp bắt đầu lần này tiệc mừng thọ có song thanh ban tham gia nghe thấy tiếng động này chúng ta cũng nên đi qua tần diễm vội vàng đáp ứng không lâu sau bàng hữu đức cũng trở lại lão gia đại thiếu gia đã đi rồi Bàng phụ lương gật đầu, vừa đi ra ngoài vừa nhìn xung quanh, đi thôi, tìm tam thiếu gia. Tần Sương nói, vừa rồi ở phòng khách ngồi một lát, tam thiếu gia nói muốn ra ngoài chơi, tỉnh nương dẫn hắn đi ra ngoài, nhưng không biết đã đi đâu. Bàng phụ lương gật đầu, nhìn bàng hữu đức một cái, bàng hữu đức lập tức gật đầu rồi đi. Bàng phụ lương dẫn theo tần diễm một hàng đi về phía chủ viện. Ha, sao lại châm thẳng như vậy? so với lúc bị đánh kêu còn thảm hơn à ôi trời, nếu biết vậy ta cũng đến xem lén một chút yến ly cười ngặt nghẽo nước mắt sắp rơi ra hắn thấy tần hoàn thật là thú vị có tính cách độc đáo nói xong yến ly nhìn yến chỉ và nói thất ca còn lo lắng nàng bị người làm hại yến chỉ hơi cong môi trong lòng thả lỏng hắn vốn sợ tần hoàn bị buộc phải chữa trị cho đại thiếu gia nghĩ đến việc tần hoàn thấy nam nhân khác cởi áo và bôi thuốc cho người khác, không biết nàng có thể nhịn được không. Nhưng may mắn thay, tần hoàn luôn không thương tiếc những người gây rối. Nghĩ đến đây, Yến chỉ cảm thấy bực bội, tần hoàn không muốn để họ biết chuyện này, thậm chí không muốn nói với tiểu tỷ nữ của mình, càng không nói đến lục tiểu thư luôn đi theo nàng, vì vậy hắn không gọi người qua, nhưng sau nửa ngày trải qua chuyện này, hắn không thể nhịn được nữa. Thất ca, người đang nghĩ gì vậy? Thấy Yến chỉ im lặng, Yến Ly liền hỏi. Yến chỉ nghiêng tay nghe, rồi chớp mắt nói, hình như tiệc mừng thọ sắp bắt đầu rồi. Yến Ly cũng nghe thấy, cười nói, chắc chắn sắp bắt đầu, làm sao đây? Chúng ta cũng ngồi vào vị trí đi. Nếu lát nữa chúng ta không ở đó, dụ thân vương chắc chắn sẽ cử người đến tìm. Yến chỉ ánh mắt hơi thay đổi, chờ một chút yến ly mở to mắt nhìn yến trì thất ca định làm gì vậy yến trì mỉm cười không có gì ngươi hãy ngồi vào vị trí đi nói xong hắn quay người đi về một bên thì thầm với bạch phong vài câu yến ly thấy vậy biết yến trì đã có kế hoạch liền nhún vai nói thôi ta đi trước chờ ngươi nói xong hắn bước nhanh về chỗ tiệc nếu muốn xem biểu diễn trong tiệc hôm nay tiệc mừng thọ được tổ chức ở sân gần chủ viện bên hồ khi tần hoàn và những người khác đến nơi đã thấy một khu đất lớn đã được trải thảm dựng lều ấm và bàn ghế được sắp xếp gọn gàng tần sương đi cùng tần hoàn kéo tay nàng và thì thầm tôi thật sự ngưỡng mộ ngươi tần hoàn đáp ừ cái gì ngưỡng mộ tôi chuyện gì tần sương nhìn về phía trước nơi bàng phụ lương và tần diễm đang nói chuyện ngươi dám làm trò trước mặt họ Ai trị bệnh cứu người mà lại như vậy?" Tần Hoàn mỉm cười, chẳng phải chỉ để xem hắn có nặng không sao?" Tần Hoàn nói xong, Tần Sương cười ngày càng nhiều, "Nếu người nói vậy thì không có gì xấu cả." Tần Hoàn mỉm cười nhạt, rõ ràng không lo lắng cho hậu quả của việc này, nếu có hậu quả, chỉ cần Bàng Nghi Văn biết nàng không dễ chọc là được. Tâm trạng Tần Hoàn thoải mái, phía trước Bàng Phụ Lương và Tần Diễm đã vào lều. Bảng Phụ Lương vốn là người dự châu, nên những người có địa vị ở đó đều quen biết với hắn. Khi vào lều, có rất nhiều người đứng dậy chào đón hắn, Tần Diễm cũng đi theo nói chuyện. Bảng Phụ Lương không quên Tần Hoàn và Tần Sương, chỉ giao cho bảng hữu Đức sắp xếp chỗ ngồi cho hai người, vì hôm nay có nhiều người đến nên chỗ ngồi đã được sắp xếp từ trước. Vừa ngồi xuống, Tần Hoàn và Tần Sương cảm thấy thoải mái, nhưng nơi tiệc này lại chia nam khách nữ khách. Tần Hoàn và Tần Sương ngồi cùng những cô nương đồng trang lứa. Có vẻ như những người khác cũng không thoải mái, trong một lúc không ai nói chuyện, chỉ lén lút nhìn nhau đánh giá. Không lâu sau, có người hầu mang trà đến bàn của họ. Người hầu đặt trà xuống trước mặt mỗi người, Tần Hoàn thấy nước trà mát lạnh và thơm ngon, đang định cầm lên uống thì cảm giác có vật gì đó dưới đáy tách. Tần Hoàn liếc nhìn một cái rồi theo bản năng nhìn về phía các nam khách nhưng sau một lúc không thấy yến chỉ nàng hơi trầm ngâm bỗng nhiên nói hình như ta không thấy túi châm tần sương hơi ngạc nhiên sao lại thế này có phải đã rơi mất không tần hoàn nói khẽ ngươi ở đây chờ ta quay lại xem thử ta cùng đi với ngươi tần sương vội nói tần hoàn đè tay nàng lại không sao đâu ta cùng phục linh đi ngươi ở đây để tránh lát nữa về không tìm thấy chỗ ngồi Tần Sương muốn nói nhưng thấy vẻ kiên quyết của Tần Hoàn, nàng chỉ gật đầu, nhanh chóng trở về, đừng đi xa quá. Tần Hoàn gật đầu, dẫn theo Phục Linh ra khỏi lều. Phục Linh hơi sốt ruột nói, nô tỳ vừa theo tiểu thư nhưng không thấy tiểu thư rơi đồ gì cả. Tần Hoàn lắc đầu, không phải đi tìm túi châm. Phục Linh ngạc nhiên, hả? Không phải đi tìm túi châm thì là làm gì? Tần Hoàn mỉm cười nhẹ, là yến chỉ điện hạ phục linh ban đầu ngần người sau đó nói yến trì điện hạ muốn gặp tiểu thư nàng quay đầu nhìn về phía lều à có lẽ yến trì điện hạ sợ nói chuyện trước mặt mọi người sẽ bị hiểu lầm nhưng nếu hiện tại có người thấy được thì có thể sẽ càng hiểu lầm hơn yến trì điện hạ đang ở đâu vừa dứt lời bạch phong xuất hiện ở một khúc quanh hành lang cửu cô nương xin theo tiểu nhân đi tần hoàn gật đầu với hắn Bạch Phong dẫn Tần Hoàn đi đến Nguyệt lâu. Chỉ trong chốc lát, Tần Hoàn đã đến trước Nguyệt lâu, vừa mở cửa bước vào, Phục Linh đứng bên ngoài. Lần này Bạch Phong không gọi nàng, nhưng nàng dường như đã quen với điều đó. "Bạch thị vệ, yến chỉ điện hạ tìm tiểu thư có việc gì?" Phục Linh tuy chưa vào nhưng vẫn cảm thấy hơi tò mò. Bạch Phong cười nói, "Không có gì đặc biệt, chỉ muốn hỏi xem cửu cô nương đã chuyển chỗ ở có ổn không." phục linh cảm thấy lạ lẫm yến chỉ điện hạ điện hạ thật tốt với tiểu thư không hề phụ sự giao phó của công chúa bạch phong cười nhẹ nhàng đó là đương nhiên trong phòng yến chỉ từ đầu đến chân đánh giá tần hoàn khi thấy tần hoàn nhìn ra ngoài và thấy cửa đã đóng liền thì thầm sao vậy bên ngoài tiệc mừng thọ sắp bắt đầu rồi ta biết yến chỉ tiến gần sao nhìn ngươi có vẻ gầy thế Tần Hoàn nghe xong có chút ngạc nhiên, sau đó bật cười, mới gặp hôm qua, sao lại gầy được chứ? Yến chỉ nắm lấy tay Tần Hoàn, thấy tay nàng hơi lạnh liền nắm cả hai tay nàng, lòng bàn tay hắn ấm áp. Hắn giữ tay Tần Hoàn và thổi nhẹ, rồi nói, hôm nay làm rất tốt. Tần Hoàn mở to mắt, nhất thời không phản ứng lại. Yến chỉ nhìn thẳng vào mắt nàng và nói, kim châm tốt lắm. Tần Hoàn hít một hơi, bàng nghi văn là ngươi gọi người đánh sao? Yến chỉ nhướng mày, ngươi nghĩ sao? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 274. Tần Hoàn nhìn Yến chỉ một lúc, lắc đầu nói, chắc sẽ không đâu. Yến chỉ cười và hôn nhẹ vào đầu ngón tay của nàng. Tần Hoàn cảm thấy hơi ấm trên mặt, định rút tay về nhưng Yến chỉ không buông. Nàng nói, thủ hạ của ngươi không phải là những kẻ hèn hạ. Dù có thể kiểm soát được họ, nhưng nếu họ ra tay thì có lẽ sẽ tàn nhẫn hơn. Ít nhất họ sẽ đánh đến mức tổn thương gân cốt. Cách làm như vậy luôn có chút đùa giỡn, có phần mốc nghếch, không giống như những gì ngươi sẽ làm. Trong lều ấm, nhìn chằm chằm vào người thị tỷ xinh đẹp bên cạnh, Yến Ly đột nhiên thấy mũi ngứa và hắt hơi một cái thật mạnh. Yến chỉ mỉm cười, đôi khi, cách ngốc nghếch lại là cách đơn giản nhất. Tần Hoàn mở to mắt, không thể tin rằng lại là Yến chỉ sao không phải ta, mà là bát đệ. Sau một lúc, Yến chỉ nói, đó chính là thân vương của cung. Tần hoàn chớp mắt tỉnh ngộ, nếu là hắn, nhưng mà có thể nói về quá khứ. Ừ, Yến chỉ nhạy bén nhận ra trái tim tần hoàn đang lo lắng. Hắn nói, ngươi chỉ gặp hắn một lần mà đã biết về thành tích vinh quang của hắn rồi sao? Tần hoàn nhếch môi, tam ca chỉ nói qua một chút, nhưng ta cũng có thể đoán ra. Nói xong, Tần Hoàn kiên quyết rút tay ra, hắn không phải đã sắp xếp nhiều việc vui cho ngươi sao? Nhìn thấy Tần Hoàn chuẩn bị rút tay, Yến Chỉ nhanh chóng nắm lấy nàng, "Ngươi nói về Thiên Hương lâu à?" Vừa nghe đến ba chữ Thiên Hương lâu, nụ cười trên mặt Tần Hoàn lập tức tắt ngấm. Nàng không cần phải tranh cãi với hắn nữa, nhưng sắc mặt lại trở nên lạnh lẽo. Thật ra, nàng chỉ nghe Tần Diễm nói rằng Yến Ly có một số sắp xếp, nhưng không biết thực sự là những gì. Những lời này chỉ là một chút thử thách, không ngờ thử một lần lại được như vậy. Thiên Hương Lâu, tên này vừa nghe đã biết là một nơi thanh lâu, nam nhân đến đó thì còn có thể làm gì nữa. Quả thực, những suy đoán của nàng vẫn chính xác. Tần Hoàn cảm thấy lòng mình càng lúc càng lạnh, cảm giác ấm áp lúc trước cũng tan biến. Mọi người đều có tình cảm và dục vọng, nàng đã sống hai đời mà vẫn chưa biết yêu thương là gì giờ đây trong lòng nàng bắt đầu nảy mầm một cảm xúc nàng cũng không phản kháng nếu mọi thứ diễn ra đúng như mong đợi có lẽ nàng sẽ ngày càng chìm đắm hơn nhưng hiện tại nàng vẫn phải giữ lại một phần tâm tư nàng đã nói rõ với yến trì rằng nếu bị ép buộc phải kết hôn mà không thể phản kháng nàng có thể sẽ học cách hành xử như một người phụ nữ hiền thục lo cho bản thân trước tuy hiện tại chưa đến mức kết hôn nhưng yến trì lại là sự lựa chọn của chính nàng Do đó, nàng càng muốn quyết định từ chính bản thân mình. Nhìn thấy ánh mắt Tần Hoàn có chút biến đổi, Yến chỉ nhếch mày, nhận ra rằng hắn đã thấy sự lạnh lẽo trong đôi mắt Tần Hoàn, hắn lập tức hiểu rõ biểu hiện này đến từ đâu. Hai mắt chớp sau đó, khóe môi Yến chỉ không kiềm chế được mà nhếch lên. Yến Ly thích một ca nữ ở thiên hương lâu, hắn nói nàng đẹp như hoa, giọng hát thì tuyệt vời như tiếng tiên. Yến chỉ chậm rãi nói. Vừa dứt lời, Tần Hoàn thật sự muốn rút tay ra. Ngươi, buông tay ra. Tần Hoàn nói rất bình tĩnh. Yến Trì tưởng rằng nàng sẽ nổi giận. Nhưng thấy nàng như vậy, lòng hắn có chút hoảng hốt. Vội vàng nắm chặt tay nàng. Chỉ là ta không đi. Hai ngày này ta sẽ ở lại trong vương phù. Tần Hoàn sửng sốt, tay nàng cũng buông lòng. Lúc này, nụ cười của Yến Trì càng trở nên rạng rỡ. Hôm qua sao ngươi không hỏi? Tần Hoàn nhíu mày, tại sao không đi? Yến chỉ nhướng mày, tại sao phải đi? Tần Hoàn ngừng cầm, nam nhân đi thanh lâu chẳng phải là chuyện thường sao? Yến chỉ cười với Tần Hoàn, ta không có thói quen đó. À, Tần Hoàn bình tĩnh đáp, nhìn vào mắt Yến chỉ, điện hạ không có thói quen này thật tốt. Nhưng ở thanh lâu, khả năng mắc bệnh hoa liễu là rất lớn. Nàng lại nói, nhưng điện hạ lại ở trong phủ vàng son như vậy. Yến chỉ vẫn đứng im nhìn Tần Hoàn, bỗng nhiên không nhịn được mà cười. Hắn vừa cười vừa kéo Tần Hoàn vào lòng, ngươi nói lại là một vấn đề khác, ngươi còn muốn biết gì nữa? Nếu ta không có thói quen đó thì sao? Ngươi có nghĩ rằng ta có thể có nhiều thị tỳ bên cạnh không? Ta nói cho ngươi biết, dù ở vùng quê hay trong vương phủ ở Kinh Thành, ta cũng không có thị tỳ nào. Thị tỳ, loại người này, tần hoàn cảm thấy yến trì nói như vậy có phần khinh thường các thị tỳ hắn nói phụ nữ yêu đuối không có nhiều tác dụng với ta họ không chỉ vô dụng mà còn gây rắc rối ngươi xem bạch anh nàng là con gái của lão quản gia bạch phong quan hệ rất thân thiết thật ra ta cũng không muốn nàng giúp ta làm việc nhưng bạch phong đã giới thiệu nàng với ta và ta mới đồng ý phụ nữ thì không ích gì trong trận chiến hay làm ám vệ nhưng trong các tình huống như tình báo phụ nữ có thể lợi dụng sắc đẹp và sự yếu đuối của mình để đạt được nhiều thành công hơn đàn ông yến chỉ nói một cách nghiêm túc tuy rằng đó là lý do nhưng tần hoàn cảm thấy hắn có phần khinh thường phụ nữ tạo cho nàng cảm giác cao ngạo nàng không thể biện minh cho sự bất công này trong chiến trường không thể phủ nhận rằng phụ nữ là yếu đuối và ở đại chu còn có lệnh cấm phụ nữ không được vào quân doanh tần hoàn mím môi nàng chưa từng nghĩ đến vấn đề thị tỳ gia đình giàu có con cháu quý tộc nhà ai mà không có hai người hầu phục vụ họ thường dùng người làm thiếp hoặc thông phòng sao vậy người không tin sao nhìn thấy tần hoàn im lặng yến trì lại hỏi tần hoàn lắc đầu không phải không tin mà là ta chưa nghĩ đến điều đó yến trì cười nhưng tần hoàn lại đẩy hắn ra yến trì khi nghe nàng gọi tên mình yến chỉ mỉm cười nhưng cũng có phần nghiêm túc nhìn nàng tần hoàn nhìn chằm chằm vào mắt hắn ngươi rõ ràng biết ta muốn gì ta sẽ không quá nghiêm khắc với ngươi nhưng nếu ngươi làm tổn thương điểm mấu chốt của ta ta sẽ rút lại tình cảm của mình yến chỉ khẽ mỉm cười nhưng hắn biết tần hoàn không nói đùa tần hoàn tiếp tục có thể ngươi cảm thấy ta khác với những người khác nhưng ta là như vậy ngươi là sự lựa chọn từ trái tim ta nên ta sẽ không tự mình đoạn tuyệt với tình cảm của mình yến chỉ bước tới muốn ôm nàng nhưng tần hoàn lại lùi lại một bước không cần dễ dàng đồng ý hay hứa hẹn với ta hãy suy nghĩ kỹ những gì ta nói khi đã nghĩ rõ những gì ngươi nói mới đáng tin nói xong tần hoàn liếc nhìn bên ngoài giờ không còn sớm ta phải đi trước ngươi hãy ở lại nói xong tần hoàn quay người rời đi yến chỉ đứng đó nhìn theo bóng nàng trong mắt hắn tràn đầy sự dịu dàng và nụ cười mỏng manh, nhưng sau đó lại thở dài bất đắc dĩ, cô nương ngốc nghếch. Tiểu thư, thế tử điện hạ có nói gì không? Phục linh theo sau tần hoàn, cảm nhận thấy tần hoàn có phần nghiêm túc. Nàng tưởng rằng Yến chỉ sẽ đi cùng tần hoàn đến tiệc mừng thỏ, nhưng không ngờ tần hoàn lại đi trước. Cũng không có gì, chỉ hỏi khi nào chúng ta xuất phát thôi. Phục Linh cảm thấy hợp lý và nói, khi thế tử điện hạ trở về, liệu có cần cùng chúng ta đi không? Tần Hoàn nhíu mày, điều này nàng thực sự chưa hỏi, nhưng... Có lẽ sẽ không đi cùng, hắn có lẽ sẽ đi trước một bước. Phục Linh gật đầu ừ, hai người lại đi vài bước về phía đông, đột nhiên nghe tiếng đàn sáo và giọng hát từ xa vọng lại. Tần Hoàn đi nhanh hơn, nhanh lên, đã bắt đầu rồi. Khi Tần Hoàn đến liều ấm, sân khấu kịch đã bắt đầu. Tần Hoàn nhanh chóng ngồi xuống bên Tần Sương, nàng sốt ruột nói, cuối cùng cũng trở lại, ta còn tưởng ngươi bị lạc đâu, tìm được rồi sao? Tần Hoàn gật đầu, tìm được rồi, chỉ rơi ở ven đường. Tần Sương thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi, tiệc mừng thọ đã bắt đầu rồi. Tần Hoàn đã nhìn ra, ánh mắt vừa chuyển, nàng nhìn thấy nam khách bàng gia ngôn đang ngồi cạnh bàng phụ lương, liền hỏi bàng gia tam thiếu gia cũng đã trở lại sao? người vừa đi rồi đã trở lại tần sương nói hôm nay tiệc mừng thọ rất tinh xảo ở vương phu tần hoàn gật đầu ngước mắt nhìn lên sân khấu đang biểu diễn vở kịch kim chi mừng thọ đây là vở diễn chính cho buổi tiệc rất náo nhiệt và vui vẻ phần lớn nữ khách không uống rượu nam khách cũng đã bắt đầu ăn uống tần hoàn không có gì để ăn chỉ chăm chú nhìn lên sân khấu lúc này có hai người nàng không biết đang biểu diễn nhưng giọng họ nghe rất hay như châu mộc rơi xuống đất. Bỗng nhiên, Tần Hoàn nghe thấy một trận xôn xao từ phía nam khách, tiếng ồn đó khiến tất cả nữ khách đều nhìn qua, Tần Hoàn cũng theo dõi và thấy yến chỉ bước nhanh từ bên ngoài vào. Ai đó, chưa từng thấy bao giờ. Nhìn phong thái như vậy, nếu đã gặp thì chắc chắn sẽ nhớ. Chẳng lẽ là quý nhân từ kinh thành đến sao? Trên bàn có nhiều tiểu cô nương, họ không nhịn được mà bàn tán. Tần Hoàn nhìn qua và thấy mắt họ đều sáng lên, nàng chỉ cúi mắt, không nhúc nhích. Tần Sương thấy các tiểu cô nương hứng thú như vậy, ho nhẹ rồi nói, người này chính là thế tử của Duệ Thân Vương. Vừa nói ra, mọi người trên bàn đều nhìn về phía nàng. Tần Sương mỉm cười tự mãn, trước đây ở Cẩm Châu, nàng luôn theo sau Tần Tương, không nổi bật. Giờ đây đến Dự Châu, vì yến trì mà nàng được chú ý. Rất nhanh, một tiểu cô nương mặc váy hồng hỏi thế tử điện hạ của duệ thân vương tần sương gật đầu đúng vậy tiểu cô nương mỉm cười rất đáng yêu mắt to nhìn tần sương tần sương dịu dàng cười ở cẩm châu đã nhận biết trên đường về cùng điện hạ đồng hành ôi đồng hành tiểu cô nương rõ ràng rất ngạc nhiên các ngươi là tất cả mọi người đều nhìn tần hoàn và tần sương dù tần sương đang nói nhưng nhiều người lại nhìn tần hoàn nụ cười của tần sương càng thêm dịu dàng chúng ta là từ trung dũng hầu phủ ở kinh thành à trung dũng hầu phủ tiểu cô nương không lớn tuổi có chút hồi hộp thì ra là vậy đều là từ kinh thành không trách được có thể đi cùng nhau chắc chắn rất thân thiết tần sương cười cười định nói thêm nhưng tần hoàn đã kéo tay nàng tần sương hơi nghiêng đầu cười chúng ta có chút giao tình lời tần sương nhẹ nhàng những người khác nhìn nàng một lát rồi lại chuyển sang nhìn yến trì một lúc sau yến trì đã ngồi bên cạnh yến ly cùng những người khác tất cả đều là tông thân hoàng thất khi yến trì ngồi xuống không khí mới trở lại bình thường nhưng trên bàn tần hoàn vẫn còn đang bàn luận không ngờ rằng thế tử của duệ thân vương lại có diện mạo như vậy thật là đẹp trai không chỉ đẹp trai hắn còn rất tài giỏi nghe nói từ nhỏ đã lập được nhiều chiến công Hiện giờ quản lý 10 vạn quân lính, không ai trong hoàng thất có thể so sánh được. Chớ có nói lớn, những lời này không phải chuyện đùa." Người nói xong liền thè lưỡi, không dám nhiều lời nữa. Lại có một tiểu cô nương trước đó lên tiếng, nói tiếp, "Mấy vị thân vương thế tử đều chưa cưới vợ." "Đúng vậy, trừ duy nhất thân vương đã cưới vợ, những người khác đều chưa kết hôn." Tần Hoàn và Tần Sương có thân phận ở hầu phủ nên ngồi cùng bàn với các tiểu cô nương có thân phận không thấp tuy nhiên tần hoàn không biết các cô nương này là con gái của nhà nào nhưng rõ ràng so với tông thân hoàng thất thì họ không thể so bì với tần sương ở cẩm châu đó là vì thân vương đến dự châu sớm nếu thân vương là con trường của tiên đế thì sao cũng không phải không chỉ thân vương thế tử mà các hoàng tử hiện giờ cũng chưa từng cưới vợ không phải nghe nói thái tử muốn tuyển phi sao? Bỗng dưng, một cô nương mặc váy hoàng hỏi. Tần Hoàn đang uống trà, nghe vậy trong lòng bỗng đồng. Thái tử hiện giờ chính là ung vương Yến Triệt, và nàng từng đính ước với Yến Triệt. Giờ đây cảnh vật đã thay đổi, nàng có thể đứng đây nghe người khác bàn luận về Yến Triệt. chương 275 Tần Hoàn mở to đôi mắt, chính là loại cảm giác này, chính là loại cảm giác mà nàng nắm giữ trong bóng tối. Thái tử đã qua năm nhược quán, đã đến lúc nên tuyển phi. Hiện giờ thân phận đã khác, việc tuyển phi có thể biến thành mối quan tâm của triều thần. Nếu không phải trước đây đã xảy ra chuyện, có lẽ ngày đại hôn của thái tử đã được định sẵn rồi. Chuyện gì đã xảy ra? Có chuyện gì vậy? Những nữ tử trong khuê các thường ít hiểu biết về triều chính, họ chỉ biết một cách đại khái. Nhưng những người trước mặt này rõ ràng xuất thân từ gia đình quan lại họ hiểu biết rất nhiều về vụ án của Tấn Vương. Chẳng phải là vụ án Tấn Vương đó sao? Ở Dự Châu có thể nói ra, nhưng ở Kinh Thành thì không thể nhắc đến. Nói chuyện là một nữ tử mặc áo xanh, cô ta nói tiếp, trước đây Thái tử còn ôm vương đã định một vị, đó là con gái của tiền nhiệm đại lý Tự Khanh. Nhưng sau vụ án Tấn Vương, vị đó cũng bị cuốn vào, cuối cùng cả gia đình đều phải chịu tội. Đền tội, cô nương mặc xuyên phấn bối rối đôi tay gắt gao nắm chặt chiếc đũa mặt cô lộ rõ vẻ sợ hãi khi nhắc đến chuyện máu me nữ tử áo xanh mỉm cười ngượng ngùng đừng sợ mọi chuyện đã qua hiện tại thái tử điện hạ muốn tuyển phi một lần nữa vị trí này rất được mong đợi nói xong nữ tử áo xanh lộ ra nụ cười sâu xa các vị phụ thân không nhắc đến sao mọi người trên bàn đều lắc đầu nét cười trên mặt nữ tử áo xanh càng trở nên sâu xa Tần Hoàn nhìn nàng, cảm thấy nữ tử này dung mạo tuyệt đẹp, đặc biệt như một con thiên nga trắng. Khi nàng cười tươi và ngẩng cằm, tư thế thật sự rất huyền chuyển, giống như một con thiên nga cao quý. Tần Hoàn biết rằng người này rất có thể sẽ trở thành phi tử của thái tử. Khi đang nói chuyện, tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên khắp nơi. Tần Hoàn quay mắt nhìn, thấy song thanh ban đã diễn xong phần đầu tiên. Tần Sương vỗ tay và thấp giọng hỏi. Thái tử có điều kiện gì khi tuyển phi? Sau một lúc lâu, Tần Sương vẫn chưa nói gì, nàng có vẻ nổi bật, nhưng dường như đã bị nữ tử áo xanh chiếm hết sự chú ý. Vì vậy, nàng cũng âm thầm để ý đến việc thái tử tuyển phi. Tần Hoàn nghe vậy cười, xuất thân, phẩm mạo và đức hạnh. Nói xong, Tần Hoàn lại bổ sung, đây là hạng quan trọng nhất. Tần Sương nhướng mày, nhìn thoáng qua nữ tử áo xanh rồi khóe môi lộ ra nụ cười thái tử sau này sẽ có hậu cung ba nghìn gả cho người như vậy thì có ý nghĩa gì tần hoàn hơi ngạc nhiên khi tần sương có thể nói như vậy chỉ biết cười gật đầu sau khi một màn diễn kết thúc rất nhanh đã có màn tiếp theo lên sân khấu bên trái sân khấu nhạc công đã chuẩn bị xong tần hoàn và mọi người cũng bị thu hút ánh mắt lại là tiên kiều xuất rồi song thanh ban trình diễn tiên kiều xuất thật sự là tuyệt vời trên sân khấu, Nghiêu Lang và chức nữ đều là những cô gái xinh đẹp, họ đều là những nghệ sĩ tài năng. Chờ một chút nữa sẽ có màn mục liền cứu mẹ, đó cũng là sở trường của họ. Mục liền cứu mẹ, hay là chờ lát nữa sẽ có nghệ sĩ lên sân khấu biểu diễn. Không phải như vậy, hôm nay là tiệc mừng thọ cho thân vương. Một bàn người bắt đầu nói nhỏ với nhau, Tần Sương nhìn chăm chú vào những nghệ sĩ hóa trang thành thất tiên nữ cô lại thì thầm hỏi tần hoàn mục liền cứu mẹ là gì vậy tần hoàn mỉm cười nói mục liền cứu mẹ kể về một người muốn thành phật để cứu mẹ mình tần sương kêu lên một tiếng nga nhưng không có vẻ hứng thú gì thêm câu chuyện này nghe có vẻ không hay bằng màn tiên kiều xuất đầy cảm động vì đây là tiệc mừng thọ nên hôm nay song thanh ban sẽ trình diễn những bài mà khán giả đã nghe nhiều lần Tần Sương không thích điều này nên không biết mục liền cứu mẹ là gì, nhưng với những ai yêu thích nghệ thuật, màn mục liền cứu mẹ mới thực sự là lúc để thể hiện tài năng. Tần Hoàn từng cùng mẹ xem màn này, ấn tượng về nghệ sĩ biểu diễn hôm đó vẫn không thể quên. Lúc này, chương trình kịch của Đại Chu có nhiều thể loại, từ hát đến ảo thuật và nhiều nội dung khác. Dù màn tiên kiều xuất rất cảm động nhưng lại không đủ sôi động. Trong khi đó phía dưới vẫn vang lên tiếng cười nói vui vẻ. Tần Sương nghe một lúc, cảm thấy không còn hứng thú, nên tiếp tục uống canh. Một bàn người vừa xem diễn, vừa nói chuyện, có người thì đang thất thần. Tần Sương chăm chú ăn, chờ màn tiên kiều xuất kết thúc, lúc này cũng đã ăn no. Thời điểm này, âm điệu bất ngờ chuyển đổi, sân khấu xuất hiện một cảnh tượng mới. Một người mặc áo cả sa xám trắng với mũ trắng hiện ra trên sân khấu khiến mọi ánh mắt đều hướng về phía đó. Tần Sương kéo tay Tần Hoàn, người này chính là Mục Liên sao? Tần Hoàn gật đầu, đây là hình dáng của hắn sau khi tu thành chính quả. Cha mẹ hắn đã qua đời, sau khi tu thành, hắn muốn cứu độ mẹ mình. Hiện tại, hắn đang kể cho Phật tổ về tình cảm giữa hắn và mẹ. Tần Sương kêu nga một tiếng, người này hóa trang thật sự rất tuấn tú. Những lời này của nàng khiến mọi người trên bàn đều nghe thấy. Vẫn là nữ tử áo xanh cười nói, người này là nghệ sĩ hàng đầu của song thanh ban. Nhìn cô ta giả trang, có lẽ mọi người sẽ không nghĩ rằng cô ấy là nữ tử, nhưng mà cô ấy đã hơn 30 tuổi rồi, các ngươi có nhận ra không? Cái gì, nhìn dáng người của cô ấy, làm sao có thể chỉ khoảng 20 chứ? Nữ tử ở xanh thở dài, cô ấy mặc dù có tài nhưng thành công lại muộn, chỉ mới 20 tuổi đã có tài năng. Nhiều năm khổ luyện mới giữ được giọng hát tuyệt vời này. Các người hãy chờ xem, lát nữa cô ấy sẽ có nhiều màn trình diễn ấn tượng. Nữ tử ở xanh rõ ràng biết nhiều hơn cả Tần Hoàn. Tần Hoàn nhớ lần đầu xem mục liền cứu mẹ là lúc mới vào kinh thành, đi cùng mẹ xem. Lúc đó nghệ sĩ biểu diễn không phải là nghệ sĩ chính, nhưng lúc đó nàng đã cảm thấy rất ấn tượng. Nữ tử áo xanh nói xong thì không nói thêm gì nữa. Trên sân khấu, Mục Liên đã bày tỏ tình cảm với Phật tổ, chỉ thấy khói trắng bất ngờ bay lên, khói trắng gần như che khuất hình ảnh của Mục Liên. Mọi người lập tức cảm thấy như truyền thuyết trong ảo cảnh hiện ra trước mắt, rất tự nhiên và đầy kích thích. Đồng thời, ánh sáng của Phật quang chiếu sáng nền sân khấu, ngay lập tức chuyển sang một cảnh đầy quỷ dữ và hung ác. Ôi, điều này có ý nghĩa gì vậy? tần sương nắm tay tần hoàn khi tần hoàn định nói nữ tử áo xanh lại cười nói ngươi không nghe sao mục liền muốn cứu độ linh hồn mẹ mình phật tổ bảo hắn đến tám địa ngục tìm mẹ thực ra còn có một phần mở đầu chưa được kể nói rằng mẹ của mục liền không biết quý trọng lương thực sau khi chết bị giam giữ ở một địa ngục không thể siêu sinh vì vậy mục liền cầu xin phật tổ và bây giờ hắn đã đến địa ngục đầu tiên chờ địa ngục trần gian tần sương gật đầu rồi cảm ơn nữ tử áo xanh nữ tử ở xanh chỉ cười mà không nói lúc này rất nhiều người mặc mặt nạ và trang phục họa tiết xuất hiện trên sân khấu cầm theo đủ loại vũ khí đang tấn công nhau cảnh tượng này khiến khán giả có chút sợ hãi nếu không có hình dáng cao giáo như trúc của mục liền trên sân khấu thì chắc hẳn rất nhiều cô gái phía dưới đã sợ đến mức không dám nhìn khi có mục liền mọi người như được hóa thân thành mục liền thấy được sự tàn khốc trong địa ngục, lòng lại dâng lên sự kính sơ. Nếu tổ mẫu thấy cảnh này, chắc chắn sẽ thích. Tần Sương nhìn thấy, lại nghĩ đến tưởng thị. Tưởng thị rất tin vào Phật giáo, mà màn này không chỉ kể về mục liền là một người con hiếu thảo, mà còn thể hiện mạnh mẽ Phật Pháp. Nếu tưởng thị thấy, chắc chắn sẽ cảm thấy ấn tượng hơn người khác. Tần Hoàn nghe vậy cảm thấy vui mừng, Tần Sương vẫn còn nhớ đến tưởng thị rất tốt tiếng ủng hộ vang lên không ngớt do trên sân khấu những quỷ sát bắt đầu trình diễn màn biểu diễn xuất sắc của họ họ có thể sử dụng tay không để tiếp nhận giao sắc cầm thương nhắm thẳng vào ít hầu thậm chí còn có những người đi chân trần trên đinh bàn không chỉ nam khách mà cả nữ khách cũng không khỏi gieo hò nếu không có cốt truyện và chỉ đơn thuần là màn biểu diễn công phu thì thật sự sẽ rất thiếu thú vị toàn bộ màn diễn này có phần hiếu tử hướng Phật cầu xin cứu độ cho mẹ phần giữa có màn sướng lên từ bi và cuối cùng là những màn tập kỹ xuất sắc có thể nói đây là một trong những tiết mục nổi bật nhất của Song Thanh Ban ở Kinh Thành màn diễn này yêu cầu rất nhiều nghệ sĩ tham gia và độ khó của những màn biểu diễn rất cao dù ở Kinh Thành hay nơi khác điều này không dễ dàng gì để trình diễn mọi người đều không ngớt lời khen ngợi sau màn đầu tiên sẽ đến màn thứ hai bây giờ đã đến địa ngục đen, xem họ biểu diễn những kỹ năng này, đều là tài nghệ của song thanh ban. Lần này, Tần Sương không hỏi nữ tử áo xanh mà bắt đầu thích thú. Chờ một chút sẽ có, hợp chúng địa ngục, phía sau sẽ có, gào to địa ngục, và hàn băng địa ngục. Các người đoán xem mục liền sẽ tìm mẹ ở đâu. Nữ tử ở xanh nhìn quanh, thấy mọi người đều im lặng. Tần Sương không nhịn được hỏi, hàn băng địa ngục sao? nữ tử áo xanh cười lắc đầu, không phải, đó là địa ngục cuối cùng. a à, tỳ địa ngục. tần Sương chớp mắt, nữ tử áo xanh nói, mục liền đã tìm rất nhiều địa ngục, nhưng không tìm thấy mẹ. hắn thấy nhiều người làm ác phải chịu sự trừng phạt trong địa ngục, càng củng cố thêm ý chí thực hành Phật pháp và khuyên mọi người làm điều tốt. tuy nhiên, khi hắn tìm thấy mẹ, hắn lại không thể cứu được mẹ. bà đã tạo nghiệp chướng trong đời sau khi chết chắc chắn phải chịu hình phạt. Lúc này, Mục Liền phải để mẹ mình chịu hình phạt. Tần Sương ngay lập tức hỏi, người vừa nói là nghệ sĩ muốn thể hiện kỹ năng tuyệt vời, đó là kỹ năng gì? Nữ tử Xanh nói, mẹ của Mục Liền khi còn sống đã lãng phí lương thực, vì vậy bà ở địa ngục không có gì để ăn. Khi Mục Liền tìm thấy bà, bà đã đói đến mức chỉ còn da bọc xương. Khi Mục Liền đưa thức ăn cho mẹ, nếu bà cầm lấy, thức ăn sẽ biến thành than lửa. Nếu bà ném đi, than lửa lại biến thành thức ăn. Cứ như vậy, bà sẽ bị tra tấn cho đến phát điên. Tần Sương nhíu mày, nữ tử ở xanh này nói chuyện thật vòng vo, chỉ muốn thể hiện mình biết nhiều. Tần Sương đã cảm thấy không kiên nhẫn, may mà nữ tử áo xanh nói tiếp. Vì vậy, cảnh đầu tiên là nơi mà mẹ nàng phải đi qua một cây cầu đầy than lửa. Nghệ sĩ sẽ thể hiện tài năng với kỹ năng, Từng bước vật liên. Tần Sương nhíu mày, điều này không phải là khinh công sao? Một cây cầu than lửa sao? Tần Sương hơi ngạc nhiên, vậy thì không bị thương sao? Nữ tử ở xanh che miệng cười, ngươi hãy xem sẽ biết. Tần Sương bình tĩnh nhìn theo, mặc dù đang chờ nghệ sĩ, nhưng những nghệ sĩ biểu diễn khác cũng rất xuất sắc. Tần Sương chưa bao giờ thấy nhiều loại tập kỹ như vậy, tất cả đều là kỹ năng cao siêu màn trình diễn mục liền cứu mẹ rất cảm động. Cuối cùng, sau khi hai ngọn trà được trình diễn, nữ tử áo xanh nói về A tỳ địa ngục. Quả nhiên, như nữ tử áo xanh nói, khi mục liền đến A tỳ địa ngục, hắn đã tìm thấy mẹ mình. Nhưng vì phải chịu hình phạt, mục liền muốn cứu mẹ, hắn phải vượt qua trạm kiểm soát, và cảnh đầu tiên là phải đi qua một cây cầu phù đầy than lửa. Trời ơi, những cái đó có phải là than lửa thật không? bỗng dưng trên sân khấu xuất hiện bốn hoặc năm cây cầu lửa lớn vào mùa đông những đống lửa này rực rỡ vô cùng để chứng minh rằng không ai nghi ngờ một người bưng một chậu nước đi lên chỉ trong chớp mắt tiếng nước đổ vang lên và ngọn lửa trên cầu bốc lên khói trắng mục liền chắp tay trước ngực bình tĩnh bước tới tần sương nghĩ rằng mục liền chỉ sử dụng khinh công nhưng không ngờ rằng hắn thật sự đang bước từng bước một đi rất chậm âm nhạc vang lên nhưng những người xem bên dưới lại la hét thất thanh còn mục liền thì không chút dao động hắn bước đi vững vàng miệng lẩm bẩm trên người tựa như có ánh sáng của phật bao phủ hắn thật sự đang bước lên sao mọi người trên bàn đều thắc mắc tần sương cũng nhìn tần hoàn nàng thật sự đang bước lên sao tần hoàn khẽ cười đó là một thủ thuật đánh lừa thị giác hôm nay một nửa là như vậy phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn